Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay cuối tuần rồi mọi người. Chở em Chi đi công viên. Công viên này là lúc trước em cũng hay đi đó. Mà mùa đông á là lá nó trơ trọi hết trơn rồi. Bây giờ là qua mùa xuân nè, xuân hè. Là cây cối tùm xum xuê, xanh ngát một màu luôn đó mọi người, đẹp chưa? Hai anh của Chi đi bên kia rồi. Hồi nãy giờ đi từ trên xuống, mà đi trước mặt cho nên kêu không quay, sợ hai anh không tự nhiên á. Đi qua đó đá banh rồi, Chi mới lấy điện thoại ra kêu quay em Chi nè. Hôm nay khí trời mát mẻ ha mọi người. Ở bên này á, cuối tuần là người ta thích đi dạo như vậy nè, đi dạo công viên hoặc là dẫn cho mấy bạn nhỏ đi chơi khúc. Honey, I wanna go this way. Chi, we go this way, Chi. Which way is the park? There, this way. Công viên này cũng cách nhà Kim cỡ 15 phút á. Lái xe Kim thường hay thích đi công viên này. Công viên này là rộng nhất trong cái khu mà gần Kim ở, nhưng mà nó kiểu như nó sạch sẽ đó mọi người. Cỏ lúc nào cũng được cắt gọn gàng sạch sẽ nè. Có chỗ cho mấy bạn nhỏ chơi đá banh, rồi có khu vui chơi trẻ em, rồi quán cà phê. Có mấy quán cà phê luôn, có nhà vệ sinh nữa. Ở trong đây là có khu mấy con sóc nè, sóc nó ở trong đó đó. Ở ngoài đây là xa thành phố thôi mọi người, không phải là trung tâm thành phố nữa, cho nên là yên tĩnh lắm. Ở bên này á, lúc mà Kim mới qua đó, Kim chưa có quen á, buồn chán dữ lắm, tại vì mình không có ok, ba Chi đi qua đá banh với hai anh của Chi, tại vì mình không có bạn bè gia đình gì đây nè, cái mình cảm thấy mình có một mình chơi vơi lẻ loi cho nên là thấy buồn. Bây giờ cũng quen rồi. Đi Chi, đi xuống dưới kia chơi. Mày đi với Chi. Hôm qua ông bà nội mới dẫn Chi với hai anh Chi đi vô trong thành phố, vô trong Liverpool. Xong dẫn Chi đi mua đầm nè. Anh Chi tự chọn cái đầm màu sặc sỡ luôn cho. Đi Chi. Hôm nay cuối tuần mà trời không có mưa đó, đông người quá chừng nè mọi người. Hai anh của Chi lúc nãy Kim có hỏi ý kiến là không có thích Kim quay phim, nhưng mà không là có nghĩa là Kim quay phía sau lưng được không? Thì hai anh Kim nói là không có sao nếu mà quay từ xa hoặc là quay sau lưng, thì chỉ không có muốn cái mặt ở trong, chỉ không muốn nhìn thấy mặt trên video thôi mọi người. Tại kiểu như là không có thấy tự nhiên á, tại lớn rồi cũng mắc cỡ đó cô chú anh chị. Nói chung là Kim cũng đã hỏi hết trơn rồi. Có mặt ba Chi luôn, Kim hỏi lúc mà có mặt ba Chi luôn để có gì dễ không có cảm thấy khó xử ha mọi người. Thì cả nhà Kim
đi ăn mọi người. Hôm nay sẽ dẫn các bạn nhỏ đi ăn ở một cái nhà hàng người Anh giống như local food, nhưng mà không phải local của vùng của Kim ha, mà là ở vùng khác ở gần nhà chỗ ba mẹ chồng Kim á. Cái nhà hàng giống như là ở trong thôn quê đó mọi người, dọc bờ sông. Ở đó thì cũng có ít nhà cửa lắm, cảnh rất là yên bình. Lần trước Kim có đi rồi nữa. Lần trước lúc mà ăn đi ăn sinh nhật mẹ nó là từ hồi năm năm ngoái luôn. Và có đến đó rồi. That big house used to be my doctor. What is it now? It's a doctor's surgery. The doctor's house. Now it's still a doctor. Still a doctor's surgery, yeah. And maybe one time I'll take you to a pub down there. It's called Ringo Bell's Lane. And that's Green Lane. Right? There used to be a shoe shop down there. Mummy used to buy all my school shoes from. Chip shop here. Pub. Used to go to that pub on a... nhà hàng mà nằm ở trong xung quanh không có nhà cửa gì, toàn là đồng ruộng không. How long is open honey? Oh god, I've no idea, maybe a long time. But... These pubs are like hundreds of years old. Some of them. Like the people house, the owner house. They maybe would have been somebody's house in the past here. Đây nhà hàng ở đây nè cô chú anh chị. Cái quán ăn này cũng có lâu đời lắm rồi, Tony từ nhỏ là đã biết, là đã thấy là đã có rồi đó, tại vì ba mẹ Tony là sống ở gần đây ha. Cái này chỉ có những người mà sống local thì người ta mới biết thôi. Đó là cái cổng chính của nhà hàng thôi chú anh chị, là đi vô trong đó. Nhưng mà mình đặt bàn lúc 1 giờ rưỡi á, bây giờ mới có 12 giờ 40 thôi. Cho nên là đi ra ngoài chỗ sân vườn ngồi của chú anh chị. Sân vườn thì cũng người ta cũng có để bàn ghế nhiều lắm. Thế nè, ngồi ngoài đây uống bia, uống nước gì đó. Cạnh bên bờ sông có những cái chiếc thuyền chạy nè. Đây là bên này gọi là những cái này là những cái canal. Canal là kia không biết phải nghĩ là tiếng Việt của mình là cano không á. Nhưng mà giống như những chiếc tàu đó cô chú anh chị. Có những chiếc tàu này là người ta sống trên đây luôn, giống như là cái nhà của người ta vậy đó mọi người. Trên này ăn uống, nấu ăn uống rồi có lò sưởi có gì đó. Kim nhìn vô trong Kim thấy luôn nè, có bếp núc dài xuống kia nhiều dữ lắm luôn đó. À, đi đi lại cầu đây đẹp nè. I don't know, Jay. Ừ, chị la thử coi, a coi. Khung cảnh yên bình ha mọi người. Gió, gió mát lạnh nha cô chú anh chị. Trời sụp nắng xuống cái là gió mát lạnh luôn.
Ở đây đi đi xuống đó người ta đi bộ nhiều lắm nè, cái con đường này dọc theo cái bờ sông này người ta đi bộ nhiều, thuyền tàu thuyền đậu quá chừng kìa. Có nhiều người là người ta sống bên tàu đến đây con, nhưng mà có nhiều nhà cũng có tàu, xong rồi người ta để người ta đi chạy tàu đi chơi đi ngắm cảnh đó mọi người. Ở bên Anh đó, những cái cầu này nè, những cái cầu vòm này nè, ở sông đó có những cái cầu nó vòm tròn cái gì nhìn đẹp ghê chưa, giống như phần trăng khuyết. Giống như vầng trăng khuyết hả mọi người. Em Chi kìa, em Chi đứng ở dưới cái gầm cầu á, la lên là cái tiếng mình nó vang vọng đó, em mê rồi đó. Đâu con la lên mẹ nghe coi. Nào nó lại. Chi Chi. Chi Chi. Nước ở đây nó hơi, nó giống như nước sông ở Việt Nam mình thấy mọi người, nó hơi vàng vàng nè, nó không trong. Sao vậy? Ở đây có lối đi lên nữa nè chị nè, cầu thang đi lên đường kìa chứ thấy không? Đi lên cái cầu thử coi coi có gì, đừng chạy đừng chạy, từ từ thôi con à. Cái cầu này cái lối đi bộ nhỏ xíu. Đây nè mọi người, đồng ruộng không nè, xung quanh là cánh đồng. Đứng đây đi Chi, đừng đi nữa con, chuẩn bị đi xuống á, lại có xe chạy đến. Đây nè, nhìn nguyên một cái cảnh dòng sông đẹp chưa. Ở dưới kia cũng có một cây cầu như vậy nữa, em thấy nhiều người đi bộ đằng kia dữ lắm luôn, đi bộ chạy xe đạp nữa. Thôi mình đi xuống lại, đứng trên đây cũng sợ quá nè. Đây giống như là vùng thôn quê của nước Anh hả cô chú anh chị. Ở cách nhà Kim cũng khoảng, nếu mà bình thường mọi người mà lái xe bình thường chắc cả 45 phút á, nhưng mà ba Chi lái xe là khoảng nửa tiếng. Ba Chi chạy lúc nãy Kim thấy là 8-90 mai trên giờ, là khoảng hơn 150 km trên giờ luôn đó cô chú anh chị, ở đường cao tốc á. Ở phía ngoài đây nè, phía ngoài đây ở trên đó cũng có nhà, mà ở đây ít nhà hết mọi người. Nhìn xung quanh không có nhà, tại vì ở Anh là cái khu nhà nè, khu mà dân tập trung sống á, là cái khu nhà giống như khu dân cư. Còn mà cái khu phía ngoài đồng ruộng này nè là ít nhà lắm, chỉ có những cái nhà của những cái người mà làm nông thôi, làm trang trại thôi, chứ ít có người ta sống ở đây. Tại vì sống ở ngoài đây là nó không có tiện ích mọi người, không có nhiều shopping nè, không có chỗ trường học mua sắm, hoặc là đi làm thì cũng rất là bất tiện, rất là xa. Chỉ cho những người làm nông ở đây, hoặc là những cái người mà người ta già già đó, người ta nghỉ hưu đó mọi người, người ta muốn mua nhà đất ở những cái vùng mà nông thôn á, để có sân vườn. Ôi con vịt nó bay kìa, vịt trời, cái con vịt trời nó bay thấy ghê chưa. Chị cẩn thận nha con ơi, để người ta trồng bông trồng hoa vậy đó mọi người. Những người nghỉ hưu về hưu mà có sức còn sức khỏe đó, là người ta sẽ mua nhà mua đất ngoài đây nè, trồng bông trồng hoa, ngắm cảnh sống ở cái nơi không khí trong lành. Ở đó có người câu cá kìa, có cái bác đó câu cá, hoặc là những cái người mình ta có tàu này nè, những cái chiếc tàu này có nhiều người ta mua chiếc thuyền này nè, để cuối tuần cái chạy dọc theo bờ sông này nè, đi dạo đi ngắm cảnh, đi chơi giống như đi cắm trại vậy đó. Kim cũng thích được có một chiếc tàu như vậy ha. Cái này ở Sài Gòn, bây giờ cũng có ở Việt Nam mình đó, gọi là du thuyền. Nhà giàu á cũng sắm du thuyền đi như vậy nè. Nhưng mà những cái này là, ở đây là những cái dòng sông nó hẹp á mọi người, cho nên là những cái chiếc tàu ở bên Anh á, Kim thấy đa số là nó dài, nó ốm mà nó dài ha, chiều ngang nó không có rộng. Tại vì để đi vừa những cái con sông bên đây đa số là sông đào đó mọi người. Người ta làm gì cơ chứ biết không? Câu cá. Câu cá. Câu cá là fishing đó. Ở dưới cái hồ nước thì có cây bông, giống cây bông súng đó nè cô chú anh chị. Nhiều ghê á. Nhìn ra đây nữa nè. Kè mấy bên kia, bắt chào bên kia luôn nè. Bông súng. Đi vô chị. Trời nắng lên ấm hả chị ha?
Chừng gớt xuống đó là tiêu luôn á con à. Lạnh dữ lắm á. Đẹp quá hả? Thôi tự nhiên cái bông người ta đang sống đẹp cái bức nó thả xuống nước vậy trời. Ai đi vô? Đây là bên trong nhà hàng đó mọi người. Cái nhà này Kim nghĩ là phải cả trăm tuổi hơn đó mọi người, tại vì cái kiểu cách xây nè, với lại ở bên trong nhìn nó cũng cũ kỹ, mà người ta để giống như là có nhiều cái đồ cổ đó mọi người. Có cái quầy bar bên kia. Đây là có món salad, salad chứ lại có tôm mọi người. Có hai lát bánh mì, gắp bơ nữa. Đây là cái phần ăn của Kim đó mọi người. Đây gọi là roast dinner, đây có thịt bò, cái thịt bò nè. Cái bánh này là Yorkshire pudding. Thịt bò ở trong đây thì có như là khoai tây đúc lòi đó mọi người, mà thấy hơi khác nè. Có rau củ luộc và có rau củ nghiền nữa cô chú anh chị. Ăn với lại cái nước sốt gọi là nước sốt gravy, ta cũng làm từ cái nước hầm thịt bò này luôn nè mọi người. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.